Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Morning phiên bản SLX nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, và cái phiên bản này là phiên bản 5 chỗ quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2008, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe đã lăn bánh được 15 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 179 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning phiên bản SLX 2008 biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning phiên bản SLX nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning phiên bản SLX số tự động 2008 này quý vị các bạn nhé. Sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội từ năm 2008. Chiếc xe đã lăn bánh được 15 vạn km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Tại vì là từ năm 2008 đến bây giờ tính ra thì cũng thời gian sử dụng cũng rất là dài, nhưng chiếc xe này là không chạy dịch vụ quý vị bạn nhé. Và hơn nữa nó là ở chiếc xe nhập khẩu cho nên là chất lượng của nó còn rất là tốt quý vị các bạn ạ. Để nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài thì quý vị các bạn đã biết đấy ạ, chạy ở Hà Nội cho nên là cũng xước sát thì không thể tránh khỏi được rồi. Cho nên là chiếc xe này thì cũng đã được sơn lại, cũng nhiều chỗ phải sơn lại rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, nhưng mà rất là đẹp quý vị bạn ạ. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản ạ, máy móc cũng nguyên bản luôn ạ. Nhìn về phần đầu thì quý bạn thấy đây ạ, rất là đẹp ạ, đẹp từ những cái cụm đèn pha cũng còn rất là mới, rất là sáng, rất là bóng quý bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị xước sát và cũng chưa thay. Từ cái mặt ca lăng cũng còn nguyên này, logo cũng còn nguyên và còn rất là đẹp quý bạn nhé. Phía bên dưới của cái cụm đèn pha này là cụm đèn gầm này, cụm đèn gầm cũng còn rất mới này. Lưới tản nhiệt đây quý vị các bạn nhé, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, về cái phần sườn của bên phụ này, nước sơn cũng còn rất đẹp quý vị các bạn nhé. Gương chiếu hậu là tích hợp xi nhan trên gương, tôi cũng quên, tôi chưa để ý là không biết có gặp điện không, nhiều tích hợp xi nhan trên gương này. Chủ xe cũng đã lắp vè che mưa này. Đấy, tay nắm thì mạ chrome, tay nắm mạ chrome rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phía sau, phía ba đời sốc sau thì xe cũng đã được trang bị là đuôi gió này. Phía bên dưới là cụm đèn hậu còn rất đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy là cái cụm đèn hậu, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là đẹp nhé. Phiên bản Kia Morning SLX số tự động quý bạn nhé, phiên bản 1.0 số tự động. Xe cũng đã được trang bị là đầu DVD, camera lùi, cảm biến lùi, có hết cả rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đấy, có giá chỉ 179 triệu đồng thôi và rất là đẹp. Cả đây là cái dàn lốp. Thưa với quý vị và các bạn, dàn lốp cũng còn rất là dày quý vị các bạn nhé. Đấy, dàn lốp còn rất là đẹp và rất là dày quý vị các bạn ạ. 15 vạn km thì là chủ xe cũng đã thay lốp, chắc là phải là dàn thứ 3 rồi quý vị bạn ạ. Đấy, nhưng mà cơ bản là còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Rất là chắc chắn, chạy những chiếc xe nhập khẩu này thì không thể chê vào đâu được quý vị bạn ạ. Rất là chắc chắn và rất là đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng tôi xem lại một vòng nữa về cái phần bên ngoài, về phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe quý vị bạn nhé. Sau đó ta sẽ tiến vào xem về những cái phần option cũng như là về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Màu xanh này nhiều người gọi là màu xanh Coban đấy ạ, rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần
nội thất của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Trước tiên là mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem nào. Đấy, từ những cái phần keo chỉ này là còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ của những chiếc xe Kia Morning này thì nó rất là mỏng. Đấy, nếu mà phải làm lại thì cũng rất là khó quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn quý vị bạn ạ, còn rất là đẹp. Đến cái táp bi cũng rất là mới đây quý vị bạn nhé. Vô lăng. Đấy, vô lăng nguyên bản, chiếc xe đã lăn bánh được 15 vạn km rồi. Bây giờ thì tôi sẽ cắm cái chìa khóa vào và tôi sẽ bật điện lên cho quý bạn xem về cái chìa khóa nhé. Đấy, chiếc xe đã lăn bánh được 15 vạn km rồi đây quý bạn này. Đấy, từ vô lăng, cần số, tay phanh, ghế da còn nguyên bản này. Tôi cho nhỏ cái loa đi để cho quý bạn xem. Đấy, nội thất ghế da cũng còn nguyên bản theo xe quý bạn nhé, và có cả sấy ghế đấy ạ. Những chiếc xe nhập khẩu thì option rất là nhiều. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2008 và được sản xuất tại Hàn Quốc đấy ạ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Và đây là cái ốc bản lề cánh cửa phía sau bên lái ạ. Đấy, bây giờ tôi sẽ đóng cái cánh cửa này lại, tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem nhá. Từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhá. Đấy, và ốc bản lề cánh cửa đây ạ. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Đấy, nội thất ghế da phía sau còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Ở đây là cái phiên bản 5 chỗ rồi quý bạn nhé, 5 chỗ nhập khẩu. Đấy, chứ nó không phải là xe van 2 chỗ ngồi đâu ạ. Nó có ghế da đằng sau này là ghế da sẵn rồi. Và rất đẹp quý vị các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option của chiếc xe. Đồng hồ công tơ mét là 15 vạn này. Đấy, 15 vạn km quý vị các bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị này, đầu DVD. Đấy, camera lùi tích hợp đây này, cảm biến lùi này. Và đặc biệt ở những chiếc xe nhập khẩu thì đã có ghế, sấy ghế này. Đấy, sấy ghế luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, có cả sấy ghế này. Giải trí thì có cả đầu DVD và có thể cắm bằng USB đây quý bạn nhé, hoặc iPod. Đấy, rất là tiện lợi. Những chiếc xe Hàn Quốc thì là option bao giờ cũng đầy đủ quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những táp lô, táp bi đều rất đẹp quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau, tức là cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây, từ những cái phần ốc cốp sau này, ốc cốp sau nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên này, chưa có mất một phân keo chỉ nào quý vị nhé, còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, keo chỉ này còn nguyên hết luôn. Đấy, chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm đâu cả. Đấy, nội thất đằng sau này cũng còn rất là đẹp. Bên dưới là lốp sơ cua quý vị các bạn nhé, lốp sơ cua đồ nghề. Đấy, lốp sơ cua mới đồ nghề. Đây, đây là cái lốp sơ cua này, đồ nghề. Thì cái lốp sơ cua, cái đồ nghề mới kích thì tôi đang bỏ ra, đang vừa mới dọn xe cho nên là bỏ ra quý vị bạn nhé. Rất là đẹp luôn ạ, chứ đầy đủ hết cả đồ nghề. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ cũng còn nguyên bản. Keo chỉ còn nguyên bản hết luôn. Táp bi cánh cửa này rất là đẹp. Ốc bản lề cánh cửa đây ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất phía sau thì rất là đẹp này. Sau 14 năm sử dụng rồi quý vị các bạn nhé. Từ năm 2008 đến bây giờ là 14 năm sử dụng rồi quý bạn ạ. Và còn rất đẹp, rất mới như này đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây, keo chỉ là còn nguyên hết này. Đấy, keo chỉ nguyên. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên hết luôn đấy ạ. Táp bi cánh cửa này. Đấy, rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa phía sau đây ạ, còn nguyên bản hết này. Đấy, nội thất ghế da rất là đẹp này, táp lô,
vô lăng cần số, tay phanh còn rất là đẹp và còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất này rất là mới luôn đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ thêm cái loa súp gầm ghế đấy ạ. Đấy, gầm ghế có loa súp cho nên là nghe nhạc rất là hay quý vị bạn nhé. Loa súp gầm ghế. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái ốc cabo đã. Đây, ốc cabo còn nguyên bản quý vị bạn nhé, chưa có vết tháo đâu ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản, ốc cabo cũng còn nguyên bản luôn. Đây, cái tem. Tem còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé, cả cái cabo này. Còn nguyên bản này. Đấy, và rất đẹp này. Ốc tai cũng còn nguyên này. Ốc tai còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, và động cơ đây ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Morning SLX 2008 này là một cái khối động cơ xăng 1.0 lít và hộp số tự động ạ. Kết hợp với hộp số tự động quý vị bạn nhé. Và cái động cơ này cũng còn nguyên bản quý vị bạn nhé, chưa làm lại máy đâu ạ. Đấy, từ ốc chân máy còn nguyên này. Đấy, từ năm 2008 đến bây giờ 14 năm sử dụng rồi. Với 15 vạn km nhưng cái động cơ này là còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là mới quý vị bạn ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Kia Morning phiên bản SLX số tự động, sản xuất năm 2008, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và lăn bánh được 15 vạn km ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 179 triệu đồng ạ. Chỉ 179 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô con 5 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning phiên bản SLX 2008 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.